Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ly sẽ cho ra mắt một siêu phẩm đặc biệt dành cho những cuộc hẹn hò, gặp gỡ những người quan trọng. Và Ly đảm bảo với mọi người là xịt em nước hoa này mà không gây ấn tượng với đối phương thì Ly không tính tiền. Vâng, đây ạ, chính là chai nước hoa thần thánh Dior 31 tình yêu chấm nở. Hương thơm này thì vô cùng sang chảnh này, quyến rũ, lại cực kỳ ngọt ngào nữa. Mọi người mà xịt á là đảm bảo là cuốn thôi rồi luôn. Hương đầu của nó thì là hoa mộc lan, hạnh nhân ngọt. Hương giữa là hoa diên vĩ và hoắc hương. Hương cuối là vanilla và gỗ đàn hương. Chai Dior 31 này thì nó đẳng cấp ở chỗ là 3 tầng mùi hương thơm cực là đỉnh. Mùi hương thơm của nó độc nhất vô nhị này, không lo đụng hàng với bất cứ ai. Thơm sang chảnh, thơm mát, chứ không nồng hay là nhức đầu nha mọi người. Khi mà mọi người xịt lên người thì thơm cả ngày, cam kết lưu hương tới 12 giờ. Chai Dior 31 này là một trong những chai nước hoa mà Ly và ông xã cực kỳ ưng. Hai vợ chồng đã cất công này, mất rất là nhiều thời gian để có thể tìm hiểu kỹ, test mùi hương và test đi test lại rất nhiều lần. Thật sự để mà nói thì 340k cho một chai chiết nước hoa 10ml đỉnh của đỉnh này thì là quá hời ạ. 3 tầng mùi hương thơm ngút ngàn, thơm đến cái mức mà dùng rồi là các bạn sẽ nghiện và không thích dùng trang xay khác đâu nha.